Con thấy ở thế gian cùng một giống sanh trong đạo người. Nhưng tại sao có người đẹp, kẻ xấu, người mạnh, kẻ yếu, kẻ nghèo, người giàu, kẻ khổ, người vui, kẻ xa, người hèn, âm thanh bất đồng, ngôn ngữ khác nhau. Có người sống lâu trăm năm chẳng chết, người 30 tuổi đã tử vong, kẻ 15 tuổi chết yểu, cho đến trẻ nhỏ chết trong bào thai. Có người đoan chánh, có kẻ bần hàn, có người xấu xí mà giàu sang, có kẻ rất khỏe mạnh mà thấp kém, có người nhu nhược mà lên ngôi cao, có người khổ mà sống lâu, có kẻ vui mà chết sớm, có người làm lành mà hay gặp nhiều điều khốn quẫn. Kẻ làm ác lại gặp phước lợi, kẻ béo trắng lại mắt lát, kẻ xanh đen mà lại tươi đẹp. Có người tuy lùn bé mà đủ ý chí cao thượng, có người tuy cao lớn mà phải làm đứa ở đê hèn, có người nhiều con trai con gái, có kẻ cô đơn một mình, có kẻ ly gia hương đói rét lang thang, có kẻ được vào cung vua ở triều ăn mặc tha hồ. Có người lúc trẻ thì nghèo hèn, đến lúc già lại giàu sang. Có người thực là vô tội, lại bị bắt bớ giam hãm trong tù ngục. Có nhà cha từ, con hiếu luận kinh giảng nghĩa. Có nhà anh em bất hòa đấu tranh ngang trái. Có người nhà cửa đàng hoàng, gia sản đầy đủ. Có kẻ không nhà không cửa, nay đây mai đó, gửi thân nơi đất khách quê người, sống một cách phiêu lưu khốn cực. Có người ở như tổ quạ hang hưu, giống loài ly thú. Cũng có hạng người ăn thịt sống, uống máu tươi, mặc áo da lông, không biết văn tự. Có người an nhàn hưởng phước báo, có kẻ đi làm mướn không ai thuê. Có người thông minh cao sáng, có kẻ dốt nát ngu si. Có người kinh doanh mới được, có kẻ chẳng cầu tiền của tự đem lại. Có kẻ giàu mà tham sẻn, có người nghèo lại rộng lòng bố thí. Có người lời nói ngọt ngào, có kẻ tiếng nói ra như gai góc. Có kẻ được nhiều người ái kính, có kẻ bị mọi người xa lánh. Có người từ tâm nuôi mạng chúng sanh, có kẻ sát sanh không nương tay. Có người khoan dung đại độ, lại đắc nhân tâm. Có kẻ bị dân chúng bỏ rơi. Có nhà nàng dâu mẹ chồng ghét nhau, có nhà mẹ chồng chị em dâu vui vẻ hòa hợp. Có người ham nghe pháp ngữ, có kẻ nghe kinh buồn ngủ. Có hạng vũ phu vô lễ, có người hiếu học văn chương. Có kẻ hay bắt chước dáng điệu những loài súc sanh. Cuối sinh Đức Thế Tôn nói rộng nhân quả, cho đại chúng đây nghe mà nhất tâm hành thiện. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan tôi rằng: sở dĩ chúng sanh thọ báo bất đồng là do đời trước dụng tâm khác nhau, vì thế cho nên muôn sai dạng biệt. Người đời nay được tấm thân đoan chánh là do đời trước ở trong đạo người tu hành nhẫn nhục mà được. Kẻ bị thân hình xấu xí là do đời trước ở trong đạo người hay có tính giận tức. Người đời nay bị nghèo cùng là do đời trước ở trong đạo người có tánh tham sẻn. Người đời nay được cao quý là do đời trước hay lễ bái chư Phật mà được. Người đời nay bị hạ tiện là do đời trước hay có tánh kiêu mạn. Người to lớn là do đời trước có tâm cung kính. Kẻ bị lùn thấp là do đời trước khinh mạn pháp. Kẻ ngang tàn ương ngạnh là do đời trước làm kiếp chê. Kẻ bị đen xấu là do đời trước che ánh sáng của Phật. Kẻ bị đỏ mắt là do đời trước sẻn tiết ánh sáng. Người đuôi mắt là do đời trước hay khâu mắt chim ưng. Người đời nay câm ngọng là do đời trước hay phỉ báng chánh pháp. Người đời nay tiếc lác là do đời trước chẳng vui nghe pháp. Người khuyết răng đời nay là do đời trước ham ăn xương thịt. Người sức môi đời nay là do đời trước hay đâm móc sâu, thủng mang hoặc môi cá.
người vàng da là do đời trước hay cạo lông lợn, người căng tai là do đời trước hay dùi thủng tai sanh vật, kẻ trần hình là do đời trước hay mặc áo mỏng vào trong chùa đứng trước tượng Phật Bồ Tát, người sắc đen đời nay là do đời trước để tượng thờ Phật ở mái hiên làm khói xong tượng, người đời nay bị đi khèo chân là do đời trước thấy bậc sư trưởng không đứng dậy, người đời nay bị lưng còng là do đời trước mặc quần áo mỏng ra vào quay lưng vào tượng Phật, người bị trấn thấp là do đời trước thấy Phật chẳng lễ lại, người đời nay rụt cổ là do đời trước thấy các vị tôn trưởng rụt đầu chạy trốn, người đời nay đau tim là do đời trước hay đâm chém thân thể chúng sanh, người đời nay bị bệnh ho suyễn là do đời trước ngày mùa đông giá rét cho người thức ăn lạnh, người đời nay không có con là do đời trước hay bắt các chim non giết thịt, người lắm con là do đời trước hay nuôi dưỡng các sanh vật, người đời nay sống lâu là do đời trước có từ tâm, người đời nay chết non là do đời trước hay sát sanh, người đời nay giàu to là do đời trước hay làm hạnh bố thí cúng dường, người đời nay có xe cộ là do đời trước cúng dường tam bảo bằng xe cộ, người đời nay thông minh là do đời trước ham học và tụng kinh, người đời nay ám độn là do đời trước làm súc sanh, người đời nay làm tôi đòi là do đời trước nghèo mà tham chứa giấu, người đời nay hay nhảy nhót xoay cuồng là do đời trước làm kiếp khỉ, người đời nay bị bệnh hủi là do đời trước phá hoại tam bảo, người đời nay tay chân vặn vẹo là do đời trước hay trói chân tay chúng sanh, người đời nay hay có tánh ác là do đời trước làm kiếp rắn rết bọ cạp, người đời nay sáu căn được đầy đủ là do đời trước chuyên tâm giữ giới, người đời nay các căn tai mắt mũi lưỡi thân ý không được đầy đủ là do đời trước phá giới, người đời nay hay ăn ở bẩn thỉu là do đời trước làm kiếp lợn, người đời nay ham múa hát là do đời trước làm nghề múa hát ả đào phường chèo tái sanh, người đa tham đời nay là do đời trước làm kiếp chó đầu thai, người đời nay có búi thịt đeo lủng lẳng ở cổ là do đời trước hay ăn dụng, người đời nay bị mồm hôi thối là do đời trước hay mắng chửi rủa hỗn hào, người đời nay không có nam căn là do đời trước hay thiến chó lợn, người đời nay ngắn lưỡi nói ngọng là do đời trước ngồi ở chỗ vắng hay nhục mạ mắng nhiếc các bậc tôn trưởng, người đời nay ham thông dâm với phụ nữ người ta chết đọa làm loài ngang dịch, người đời nay hay thủ dâm với chính họ khi chết đọa làm loài chim công chim sẻ, người sẻn tiết kinh thư che giấu trí huệ không chịu nói cho người chết đọa làm loài trùng mọt ăn đất ăn gỗ, người hay đeo cung tên súng đạn cưỡi ngựa chết đọa trong loài mường máng mọi rợ, người ham sát sanh chết đọa vào trong loài hổ báo chó sói, người hay mặc áo dài lược thược chết đọa làm con trùng đuôi dài, người hay nằm ăn chết đọa vào loài lợn, kẻ hay nhái tiếng người hoặc hài hước điệu người chết đọa làm loài chim dẹo, kẻ hay chế giễu người chết đọa làm loài trăng rắn ác độc, kẻ hay làm buồn não người chết đọa làm loài trùng ảo não, kẻ hay tuyên truyền điều ác làm cho người ta tin chết đọa làm loài chim cú chim cắt, kẻ hay nói làm cho người ta bị ương họa tù tội chết đọa làm loài thú giả hồ, kẻ hay làm cho người ta sợ hãi kinh khủng chết đọa làm loài hưu nai, người đời trước đi guốc dép vào chùa đời nay sanh trong loài có móng như móng ngựa, kẻ đời trước bớt phần ăn của người đời nay làm con mọt gặm gỗ, làm bẩn đất chúng tăng bị đọa làm loài trùng ở chốn bẩn,
lấy trộm quả trái của chúng tăng, bị đọa làm loài trùng ăn bùn đất. Ăn trộm của chúng tăng, bị đọa làm thân trâu lừa. Lạm dụng nước của tăng, bị đọa làm thân cá giải. Lạm dụng rau của tăng, bị đọa làm loài sâu ở các thứ rau. Đời trước nhục mạ chúng tăng, đời nay phải làm loài trùng ở cổ trâu. Bất kính ngồi giường của tăng, phải đọa làm loài lương loài lịch. Lạm dụng các đồ vật của tăng, phải đọa làm loài thiêu thân. Nhổ khạc trong đất chùa, đời nay phải đọa làm chim dài mỏ. Mặc áo hở hang, bôi phấn đánh môi son vào chùa, đời nay phải đọa làm chim mỏ đỏ. Mặc áo mỏng manh màu sặc sỡ vào chùa, đời nay đọa làm loài chim lệ. Đời trước vợ chồng nằm ngủ với nhau ở trong chùa, đời nay phải đọa làm loài trùng thanh. Đời trước ngồi trên hoặc đạp vào tháp thờ Phật, đời nay phải đọa làm loài lạc đà. Làm ô uế tịnh hạnh của tăng ni, chết đọa vào địa ngục thiết quật. Có trăm ngàn muôn dòng dao bay xuống chém tan thân thể. Khi đó A Nan tôi bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, theo như lời Phật nói phạm vào của chúng tăng thật là tội rất nặng. Nếu như thế thì bốn chúng đàn diệt, làm sao đến chùa mà cung kính lễ bái được? Phật nói: Người đến chùa tăng có hai thứ tâm, một là thiện tâm, hai là ác tâm. Thế nào là thiện tâm? Người đến chùa tăng thấy Phật thì lễ bái, thấy tăng thì cung kính, thỉnh kinh hỏi nghĩa và thọ giới sám hối, bỏ tiền của ra xây cất chùa chiền, ấn tống kinh, kiến lập tam bảo, không tiếc thân mạng, hộ trì chánh pháp. Những người như thế cất chân một bước, tức là bước lên thiên đàng, đời vị lai hưởng phúc như cây đề gia, đó gọi là người tối thượng thiện. Thế nào là ác tâm? Có những chúng sanh khi tới chùa chỉ dòm ngó xin chúng tăng như là đòi mượn tiền mượn của, hoặc chỉ trích chư tăng, vạch tỏ những lỗi lầm chuyên chủ phá hoại mà thôi, hoặc ăn của tăng không có tâm hổ thẹn, nào bánh quả rau đậu cấp mang về nhà. Những con người như thế chết đọa vào địa ngục thiết hoàng, vạc nước sôi, lò than, núi dao, rừng kiếm phải bị trừng phạt. Đó tức là kẻ tối hạ ác nhân. Phật lại dặn A Nan tôi rằng: Phải răng bảo cho các đệ tử của ta đời mai sau, khi đến chùa phải cẩn thận, chớ phạm của tam bảo. Phải gắng sức tôn sùng thành thật, chớ có thoái tâm, nghe theo lời Phật. Tới khi Ngài Di Lặc xuất thế quyết định được độ thoát không nghi ngờ. Phật nói: Đời nay cướp lột áo của người ta, chết đọa vào địa ngục hàn băng, sao đọa làm loài tầm bị người nung nấu kéo tơ. Đời nay chẳng lo tu hành đốt đèn soi kinh cúng tượng, chết đọa vào địa ngục hắc ám trong núi Thiết Vi. Đời nay làm kẻ đồ tể mổ giết chúng sanh, chết đọa vào trong địa ngục đao sơn kiếm thụ. Đời nay ham đi săn bắn, huýt chó thả chim ưng làm mồi, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết cứ. Đời nay hay làm hạnh tà dâm, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đồng trụ thiết sàng. Đời nay chứa nhiều vợ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết khải. Đời nay chứa nhiều chồng, sau khi chết đọa vào địa ngục độc xà. Đời nay hay thui luộc gà, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hôi hà. Đời nay hay cạo lông lợn, nhổ lông gà, sau khi chết đọa vào địa ngục hoạch than. Đời nay hay hoạn thiến chó lợn, sau khi chết đọa vào địa ngục tim thạch. Đời nay hay uống rượu say, sau khi chết đọa vào địa ngục uống nước đồng. Đời nay hay cắt chém chúng sanh, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết luân. Đời nay lấy trộm quả trái của tăng chúng,
sau khi chết đọa vào địa ngục Thiết Hoàng. Đời nay hay ham ăn ruột thịt chó lợn, sau khi chết đọa vào trong địa ngục phân nước giải. Đời nay hay ăn gỏi cá, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đao lâm kiếm thụ. Đời nay làm mẹ ghẻ cai nghiệt với con chồng, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hỏa xa. Đời nay hay nói lưỡi đôi chiều làm cho người ta ấu đả nhau, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Thiết Lê. Đời nay hay nói đâm thọc mạ nhục người, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Bạc Thiệt. Đời nay hay nói dối, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Thiết Châm. Đời nay hay sát sanh cúng tế tà thần, sau khi chết đọa vào địa ngục Thiết Đối. Đời nay làm bà đồng khi lên đồng, giả làm lời nói của quỷ thần để chối lừa người ta lấy tiền của, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Nhục Sơn. Đời nay làm bà đồng nhắm mắt nhìn xuống đất dối người lên trời lấy thần hồn, kẻ đó sau khi chết đọa vào trong địa ngục Trảm Yêu. Đời nay làm bà đồng bảo người ta sát sanh cúng tế để cầu ông thần lớn hoặc họa ngũ đạo, thổ địa, thổ công, ông hoàng bà chúa. Tất cả như thế đều là lừa dối kẻ ngu lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục trước. Bị quân ngục tốt băm chém mổ xẻ thân thể, lại bị con chim mỏ sắt mổ moi hai mắt. Đời nay làm thầy bói phù thủy, ông đồng hoặc thầy địa lý chôn cất mồ mả, xem gia trạch, đoán các hung, năm họ tiện lợi, an long vận mạch trấn ác suy họa, để lừa dối kẻ ngu lấy tiền, nói càng những điềm tốt xấu. Các bọn người này sau khi chết đọa vào trong địa ngục Thiết Đồng, có rất nhiều giống chim đậu trên mình kẻ đó để mổ móc thịt ăn, rút rỉa gân xương, chịu khổ vô cùng. Đời nay làm thầy thuốc lừa dối chữa bệnh người không lành để lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục Châm Chích, toàn thân bị thiêu đốt. Đời nay làm kẻ phá tháp chùa, lường gạt chư tăng, bất hiếu với cha mẹ, sau khi chết đọa vào địa ngục A Tỳ, qua 8 địa ngục lớn và các địa ngục nhỏ, 136 sở, lâu một kiếp, hai kiếp, cho đến 5 kiếp, rồi sau đó mới được ra. Nếu gặp bậc thiện tri thức giáo hóa, phát tâm Bồ Đề, bằng không lại đọa địa ngục. Phật nói: làm thân người rất hôi thối nhơ bẩn, đầy lòng giận tức khó gỡ bỏ. Phải biết kẻ đó kiếp trước đã làm giống lạc đà, nay được tái sanh. Người hay đi đây đi đó, ăn khỏe, không tránh nguy hiểm khó khăn, kẻ đó trước làm giống ngựa được tái sanh. Người hay xông pha đi nắng đi rét, tâm không ghi nhớ, kẻ đó trước làm giống trâu được tái sanh. Người không biết hổ thẹn, nhiều ái niệm không phân biệt phải trái, kẻ đó trước làm giống lừa được tái sanh. Người hay tham ăn thịt, làm gì cũng không sợ, kẻ đó trước làm giống sư tử được tái sanh. Người thân cao lớn, mắt tròn, tánh hay lẩn tránh những nơi đồng ruộng và ghét bỏ vợ con, kẻ đó trước làm giống hổ được tái sanh. Người lông trên mình dài, mắt nhỏ, không muốn ở yên một chỗ, kẻ đó trước làm giống chim được tái sanh. Người có tánh phản phúc, lại hay sát hại sâu trùng, kẻ đó trước làm giống giả hồ mà tái sanh. Người có lực khỏe mạnh cường tráng, ít dâm dục, không yêu vợ con, kẻ đó trước làm giống chó sói mà tái sanh. Người không ham mặc áo đẹp, tánh hay rình bắt kẻ gian phi, và ít ngủ, đa sân nộ, kẻ đó trước làm giống chó mà tái sanh. Người ham dâm dục và hay nói, lại được nhiều người yêu, kẻ đó trước làm giống chim dẹt mà tái sanh. Người mà nói lời nhiều phiền phức, kẻ đó trước làm loài chim yển mà tái sanh. Người thể dốc bé nhỏ ham dâm dục, ý chẳng chuyên định, thấy sắc đẹp sanh tâm say mê, kẻ đó trước làm loài chim sẻ được tái sanh. Người mắt có sắc đỏ, răng ngắn,
khi nói thì sùi bọt mép như xà bông, nằm thì cuộn mình lại, kẻ đó trước làm loài trăng rắn được tái sanh. Người có tánh giận tức, không quan sát nguyên do ý nghĩa, miệng thở ra hơi độc, kẻ đó trước làm giống bò cạp, rết, mọt gỗ được tái sanh. Người hay ngồi một mình ăn, đêm ít ngủ, kẻ đó trước làm loài hồ được tái sanh. Kẻ hay đào tường khoét vách ăn trộm, tham của đầy lòng oán giận, không có tình thân sơ, kẻ đó trước làm loài chuột được tái sanh. Phật nói: kẻ phá hoại chùa tháp, cất giấu của tam bảo làm riêng của mình để ăn dùng, chết đọa vào tại địa ngục A Tỳ. Từ địa ngục được thoát ra lại đọa làm thân súc sanh, như chim bồ câu, chim sẻ, chim uyên ương, chim quanh vũ, chim thanh tước, cá, giải, khỉ, vượng, hươu, nai. Nếu được làm người phải đọa thân hoàng môn, hoặc con gái hai căn, không căn hay kẻ dâm nữ. Làm người hay giận tức, chết đọa làm loài rắn độc, sư tử, hổ, báo, gấu, mèo, hồ, chim ưng, gà. Nếu được làm người hay nuôi gà lợn, kẻ đồ tể, kẻ săn bắn, kẻ chài lưới bắt cá và quân canh ngục. Làm người gặp Phật Pháp mà ngu si chẳng hiểu đạo, không tu hành chết đọa làm loài voi, lợn, trâu, dê, trận, chí, ruồi, muỗi, kiến. Nếu được làm người thì mù điếc câm ngọng, gù còng, các căn không đủ, không hay thọ giáo pháp. Làm người hay kiêu mạn, chết đọa làm loài bọ trong đống phân, hoặc làm loài lừa chở nặng, loài chó, loài ngựa. Nếu được sanh làm người phải đọa làm thân nô tỳ, nghèo cùng, ăn mài, bị mọi người khinh rẻ. Làm người mà được chức vị quan quyền lại tham lấy của dân, chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn. Lúc đó có trăm ngàn muôn quỷ súng lại cắt thịt mà ăn. Đời nay phá giới phạm trai ăn đêm, sau khi chết đọa làm loài quỷ đói, trăm ngàn muôn năm không được ăn uống, lúc bước đi trên đầu phun ra lửa. Đời nay lễ Phật không chấp tay, đầu không sát đất, sau khi chết sanh nơi biên địa, làm nhiều thu hoạch ít. Đời nay chấp tay và năm thể xuống đất, chí tâm lễ Phật, đời sau thường được sanh vào nhà tôn quý, thụ hưởng khoái lạc. Người ưa giận và buồn phiền là do đời trước có bệnh điên cuồng. Người bị con ngươi lệch về một bên là do đời trước hay nhìn trộm phụ nữ. Người đời nay bên vợ mắng cha mẹ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục trảm thiệt. Phật lại bảo A Nan tôi rằng: như trên ta đã nói rất nhiều các sự đau khổ đều do nghiệp thập ác mà ra. Thượng là nhân duyên địa ngục, trung là nhân duyên súc sanh, hạ là nhân duyên ngạ quỷ. Tội sát sanh khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là chết non, hai là nhiều bệnh. Tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là nghèo cùng, hai là chung của không được xài tự do. Tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là vợ không trinh lương, hai là hai vợ tranh nhau không theo ý mình. Tội nói dối cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là phần nhiều bị người phỉ báng, hai là thường bị người ta lừa gạt. Tội lưỡng thiệt cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là bị họ hàng phá hoại, hai là anh em họ hàng tệ ác. Tội ác khẩu cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là thường phải nghe tiếng ác, hai là có nói ra điều gì tranh cãi kiện tụng. Tội ỷ ngữ cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh,
sao được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo? Một là lời nói ra chẳng ai tin, hai là lời nói không được rành rọt. Tội tham dục cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sao được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo? Một là tham tài không chán, hai là cầu nhiều không toại ý. Tội sân hận cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sao được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo? Một là thường bị người ta chỉ trích tội lỗi, hai là thường bị người ta làm não hại. Tội tà kiến cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sao được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo? Một là thường sanh vào nhà tà kiến, hai là tâm thường nịnh hót không được ngay thẳng. Các Phật tử nên biết nghiệp thập ác như thế, phải lãnh lấy mọi sự đau khổ. Lúc bấy giờ trong đại chúng, có người đã tạo nghiệp thập ác, nghe Phật nói khổ báo của địa ngục như thế, tự kêu khóc sợ hãi mà bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, đệ tử chúng con phải làm hạnh lành gì mà được thoát khỏi khổ ấy? Quý xin Đức Thế Tôn chỉ bảo cho. Phật nói: Các ngươi hãy giáo hóa cho hết thảy chúng sanh chung làm nghiệp phước. Thế nào là tu phước? Nếu có chúng sanh nào đời nay là một người đại thí chủ đứng ra xây cất chùa, tháp, tịnh xá, đời vị lai được phước làm quốc vương, thống lãnh vạn dân khắp nơi đều quy phục, đời nay làm ấp vương trung chánh, duy na, luân chủ, đời sau sẽ được làm vương thần, phụ tướng, châu quận đầy đủ tôn sang, đời nay khiến quá nhiều người làm các việc công đức, đời vị lai sẽ được làm trưởng giả giàu sang, được người kính nể bốn đường khai thông, đời nay hay đốt đèn cúng Phật, đời sau sanh vào cung trời nhật nguyệt quang minh tự chiếu soi, đời nay hay làm việc bố thí và từ tâm nuôi dưỡng sanh mạng, đời sau sanh nơi giàu có ăn mặc tự nhiên, đời nay hay cho người thức ăn uống, đời sau sanh nơi bếp trời sức lực đầy đủ, thông minh trí huệ, biện tài thọ mạng lâu dài, cho thức ăn loài súc sanh được bách bội báo, cho thức ăn kẻ không giới được ngàn bội báo, cúng dường thầy tỳ kheo trì giới được vạn bội báo. Nếu cúng dường các vị pháp sư lưu thông đại thừa giảng tuyên tạng bí mật của Như Lai, khiến cho đại chúng khai thông tâm mắt được vô lượng báo, cúng dường Bồ Tát chư Phật thọ báo vô cùng, cúng dường ba bậc người phước báo vô tận, một là chư Phật, hai là cha mẹ, ba là bệnh nhân. Một lần cúng món ăn mà được phước báo vô lượng như thế, nếu hay thường thường cúng dường thì phước ấy không bao giờ cùng tận được. Đời nay xách nước cho chúng tăng, đời sau áo mặc tự nhiên, mọi người kính mến, thân hình đoan chánh, mặt mắt tươi đẹp. Đời nay hay tán dương Phật và ham đọc tụng kinh pháp, đời sau tiếng nói hòa nhã nhiệm màu, ai nghe tiếng cũng vui mừng. Đời nay hay giữ giới, đời sau đoan chánh oai nghi, là bậc tối thắng trong loài người. Đời nay hay đào giếng hoặc để lu, để thùng nước cho người qua lại dùng, trồng cây bên đường cho người nghỉ mát, đời sau sanh xứ nào cũng làm nhân dương, trăm mùi ăn uống nghĩ tới là có đưa lại. Đời nay hay in ấn viết chép kinh pháp cho người đọc, đời sau sanh xứ nào miệng biện đa tài, học pháp gì nghe qua một lần đã thấu hiểu, chư Phật Bồ Tát thường thường gia hộ, là tối thắng trong loài người và thường làm bậc thượng thủ. Đời nay hay bắt cầu hoặc chở thuyền cho người qua sông, đời sau sanh xứ nào đều có đầy đủ bảy báo, mọi người khen kính và chiêm ngưỡng, đi lại ra vào được người nâng đỡ. Phật bảo A Nan tôi rằng: Các chỗ trong kinh như ta nói nhân quả khuyên chúng sanh đọc tụng tu hành được qua khỏi khổ nạn,
nếu nghe kinh này sanh lòng phỉ báng, kẻ đó ngay đời hiện tại lưỡi sẽ bị rơi rụng. Khi đó A Nan tôi bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì và khuyến pháp thế nào, cúi xin ngài chỉ giáo. Phật bảo A Nan tôi rằng: Kinh này tên là Thiện Ác Nhân Quả, cũng gọi là kinh Bồ Tát Phát Nguyện Tu Hành Thọ Trì Như Thế. Khi Phật nói kinh xong, trong chúng có 8 vạn người, trời phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và có 100.000 người con gái chuyển nữ thành nam. 1.200 ác nhân bỏ ý ác, biết đời trước của mình. Vô lượng trời người được vô sanh nhẫn, thường được hưởng khoái lạc. Vô lượng thính giả sanh các cõi tịnh độ, cũng được làm bạn với chư Phật Bồ Tát. Hết thảy đại chúng về nhà làm phước, hoan hỷ phụng hành. Phật nói kinh Thiện Ác Nhân Quả. Phật nói kinh Thiện Ác Nhân Quả, dịch giả Thích Trung Quán. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn ông Cấp Cô Độc, rặng cây Thái Tử Kỳ Đà. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp, có vô lượng Bồ Tát, trời, người, đại chúng vây quanh, yên lặng một lòng nghe nhận. Lúc ấy A Nan tôi vì chúng sanh nên bạch Phật rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, con thấy ở thế gian cùng một giống sanh trong đạo người, nhưng tại sao có người đẹp kẻ xấu, người mạnh kẻ yếu, kẻ nghèo người giàu, kẻ khổ người vui, kẻ sang người hèn, âm thanh bất đồng, ngôn ngữ khác nhau? Có người sống lâu 100 năm chẳng chết, người 30 tuổi đã tử vong, kẻ 15 tuổi chết yểu, cho đến trẻ nhỏ chết trong bào thai. Có người đoan chánh, có kẻ bần hàn, có người xấu xí mà giàu sang, có kẻ rất khỏe mạnh mà thấp kém, có người nhu nhược mà lên ngôi cao, có người khổ mà sống lâu, có kẻ vui mà chết sớm, có người làm lành mà hay gặp nhiều điều khốn quẫn, kẻ làm ác lại gặp phước lợi, kẻ béo trắng lại mắt lát, kẻ xanh đen mà lại tươi đẹp. Có người tuy lùn bé mà đủ ý chí cao thượng, có người tuy cao lớn mà phải làm đứa ở đê hèn, có người nhiều con trai con gái, có kẻ cô đơn một mình, có kẻ ly gia hương đói rét lang thang, có kẻ được vào cung vua ở triều ăn mặc tha hồ, có người lúc trẻ thì nghèo hèn, đến lúc già lại giàu sang, có người thực là vô tội lại bị bắt bớ giam hãm trong tù ngục, có nhà cha từ con hiếu luận kinh giảng nghĩa, có nhà anh em bất hòa đấu tranh ngang trái, có người nhà cửa đàng hoàng gia sản đầy đủ, có kẻ không nhà không cửa nay đây mai đó, gửi thân nơi đất khách quê người, sống một cách phiêu lưu khốn cực, có người ở như tổ quạ hang hưu giống loài ly thú, cũng có hạng người ăn thịt sống uống máu tươi, mặc áo da lông không biết văn tự, có người an nhàn hưởng phước báo, có kẻ đi làm mướn không ai thuê, có người thông minh cao sáng, có kẻ dốt nát ngu si, có người kinh doanh mới được, có kẻ chẳng cầu tiền của tự đem lại, có kẻ giàu mà tham sẻn, có người nghèo lại rộng lòng bố thí, có người lời nói ngọt ngào, có kẻ tiếng nói ra như gai góc, có kẻ được nhiều người ái kính, có kẻ bị mọi người xa lánh, có người từ tâm nuôi mạng chúng sanh, có kẻ sát sanh không nương tay, có người khoan dung đại độ lại đắc nhân tâm, có kẻ bị dân chúng bỏ rơi, có nhà nàng dâu mẹ chồng ghét nhau, có nhà mẹ chồng chị em dâu vui vẻ hòa hợp, có người ham nghe pháp ngữ, có kẻ nghe kinh buồn ngủ, có hạng vũ phu vô lễ, có người hiếu học văn chương,
có kẻ hay bắt chước dáng điệu những loài súc sanh. Cuối sinh Đức Thế Tôn nói rộng nhân quả cho đại chúng đây nghe mà nhất tâm hành thiện. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan tôi rằng: sở dĩ chúng sanh thọ báo bất đồng là do đời trước dụng tâm khác nhau, vì thế cho nên muôn sai vạn biệt. Người đời nay được tấm thân đoan chánh là do đời trước ở trong đạo người tu hành nhẫn nhục mà được. Kẻ bị thân hình xấu xí là do đời trước ở trong đạo người hay có tính giận tức. Người đời nay bị nghèo cùng là do đời trước ở trong đạo người có tánh tham sẻn. Người đời nay được cao quý là do đời trước hay lễ bái chư Phật mà được. Người đời nay bị hạ tiện là do đời trước hay có tánh kiêu mạn. Người to lớn là do đời trước có tâm cung kính. Kẻ bị lùn thấp là do đời trước khinh mạn pháp. Kẻ ngang tàn ương ngạnh là do đời trước làm kiếp chê. Kẻ bị đen xấu là do đời trước che ánh sáng của Phật. Kẻ bị đỏ mắt là do đời trước sẻn tiết ánh sáng. Người đuôi mắt là do đời trước hay khâu mắt chim ưng. Người đời nay câm ngọng là do đời trước hay phỉ báng chánh pháp. Người đời nay biết lác là do đời trước chẳng vui nghe pháp. Người khuyết răng đời nay là do đời trước ham ăn xương thịt. Người sức môi đời nay là do đời trước hay đâm móc sâu, thủng mang hoặc môi cá. Người vàng da là do đời trước hay cạo lông lợn. Người căng tai là do đời trước hay dùi thủng tai sanh vật. Kẻ trần hình là do đời trước hay mặc áo mỏng vào trong chùa đứng trước tượng Phật Bồ Tát. Người sắc đen đời nay là do đời trước để tượng thờ Phật ở mái hiên làm khói xông tượng. Người đời nay bị đi khèo chân là do đời trước thấy bậc sư trưởng không đứng dậy. Người đời nay bị lưng còng là do đời trước mặc quần áo mỏng ra vào quay lưng vào tượng Phật. Người bị trấn thấp là do đời trước thấy Phật chẳng lễ lại. Người đời nay rụt cổ là do đời trước thấy các vị tôn trưởng rụt đầu chạy trốn. Người đời nay đau tim là do đời trước hay đâm chém thân thể chúng sanh. Người đời nay bị bệnh ho suyễn là do đời trước ngày mùa đông giá rét cho người thức ăn lạnh. Người đời nay không có con là do đời trước hay bắt các chim non giết thịt. Người lắm con là do đời trước hay nuôi dưỡng các sanh vật. Người đời nay sống lâu là do đời trước có từ tâm. Người đời nay chết non là do đời trước hay sát sanh. Người đời nay giàu to là do đời trước hay làm hạnh bố thí cúng dường. Người đời nay có xe cộ là do đời trước cúng dường tam bảo bằng xe cộ. Người đời nay thông minh là do đời trước ham học và tụng kinh. Người đời nay ám độn là do đời trước làm súc sanh. Người đời nay làm tôi đòi là do đời trước nghèo mà tham chứa giấu. Người đời nay hay nhảy nhót xoay cuồng là do đời trước làm kiếp khỉ. Người đời nay bị bệnh hủi là do đời trước phá hoại tam bảo. Người đời nay tay chân vặn vẹo là do đời trước hay trói chân tay chúng sanh. Người đời nay hay có tánh ác là do đời trước làm kiếp rắn rết bọ cạp. Người đời nay sáu căn được đầy đủ là do đời trước chuyên tâm giữ giới. Người đời nay các căn tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý không được đầy đủ là do đời trước phá giới. Người đời nay hay ăn ở bẩn thỉu là do đời trước làm kiếp lợn. Người đời nay ham múa hát là do đời trước làm nghề múa hát ả đào phường chèo tái sanh. Người đa tham đời nay là do đời trước làm kiếp chó đầu thai. Người đời nay có búi thịt đeo lủng lẳng ở cổ là do đời trước hay ăn dụng. Người đời nay bị mồm hôi thối
là do đời trước hay mắng chửi rủa hỗn hào. Người đời nay không có nam căn là do đời trước hay thiến chó lợn. Người đời nay ngắn lưỡi nói ngọng là do đời trước ngồi ở chỗ vắng hay nhục mạ mắng nhiếc các bậc tôn trưởng. Người đời nay ham thông dâm với phụ nữ người ta, chết đọa làm loài ngang dịch. Người đời nay hay thủ dâm với chính họ, khi chết đọa làm loài chim công, chim sẻ. Người sẻn tiết kinh thư, che giấu trí huệ, không chịu nói cho người, chết đọa làm loài trùng mọt, ăn đất, ăn gỗ. Người hay đeo cung tên, súng đạn, cưỡi ngựa, chết đọa trong loài mường máng mọi rợ. Người ham sắc sanh, chết đọa vào trong loài hổ, báo, chó sói. Người hay mặc áo dài lược thược, chết đọa làm con trùng đuôi dài. Người hay nằm ăn, chết đọa vào loài lợn. Kẻ hay nhái tiếng người hoặc hài hước điệu người, chết đọa làm loài chim dẹp. Kẻ hay chế giễu người, chết đọa làm loài trăng rắn ác độc. Kẻ hay làm buồn não người, chết đọa làm loài trùng ảo não. Kẻ hay tuyên truyền điều ác làm cho người ta tin, chết đọa làm loài chim cú, chim cắt. Kẻ hay nói làm cho người ta bị ương họa tù tội, chết đọa làm loài thú giả hồ. Kẻ hay làm cho người ta sợ hãi kinh khủng, chết đọa làm loài hưu nai. Người đời trước đi guốc dép vào chùa, đời nay sanh trong loài có móng như móng ngựa. Kẻ đời trước bớt phần ăn của người, đời nay làm con mọt gặm gỗ. Làm bẩn đất chúng tăng, bị đọa làm loài trùng ở chốn bẩn. Lấy trộm quả trái của chúng tăng, bị đọa làm loài trùng ăn bùn đất. Ăn trộm của chúng tăng, bị đọa làm thân trâu lừa. Lạm dụng nước của tăng, bị đọa làm thân cá giải. Lạm dụng rau của tăng, bị đọa làm loài sâu ở các thứ rau. Đời trước nhục mạ chúng tăng, đời nay phải làm loài trùng ở cổ trâu. Bất kính ngồi giường của tăng, phải đọa làm loài lương loài lịch. Lạm dụng các đồ vật của tăng, phải đọa làm loài thiêu thân. Nhổ khạc trong đất chùa, đời nay phải đọa làm chim dài mỏ. Mặc áo hở hang, bôi phấn đánh môi son vào chùa, đời nay phải đọa làm chim mỏ đỏ. Mặc áo mỏng manh màu sặc sỡ vào chùa, đời nay đọa làm loài chim lệ. Đời trước vợ chồng nằm ngủ với nhau ở trong chùa, đời nay phải đọa làm loài trùng thanh. Đời trước ngồi trên hoặc đạp vào tháp thờ Phật, đời nay phải đọa làm loài lạc đà. Làm ô uế tịnh hạnh của tăng ni, chết đọa vào địa ngục thiết quật. Có trăm ngàn muôn dòng dao bay xuống chém tan thân thể. Khi đó A Nan tôi bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, theo như lời Phật nói, phạm vào của chúng tăng thật là tội rất nặng. Nếu như thế thì bốn chúng đàn diệt, làm sao đến chùa mà cung kính lễ bái được? Phật nói: Người đến chùa tăng có hai thứ tâm, một là thiện tâm, hai là ác tâm. Thế nào là thiện tâm? Người đến chùa tăng thấy Phật thì lễ bái, thấy tăng thì cung kính, thỉnh kinh hỏi nghĩa và thọ giới sám hối, bỏ tiền của ra xây cất chùa chiền, ấn tống kinh, kiến lập tam bảo, không tiếc thân mạng, hộ trì chánh pháp. Những người như thế cất chân một bước, tức là bước lên thiên đàng, đời vị lai hưởng phúc như cây đề gia, đó gọi là người tối thượng thiện. Thế nào là ác tâm? Có những chúng sanh khi tới chùa chỉ dòm ngó xin chúng tăng như là đòi mượn tiền mượn của, hoặc chỉ trích chư tăng, vạch tỏ những lỗi lầm chuyên chủ phá hoại mà thôi, hoặc ăn của tăng không có tâm hổ thẹn, nào bánh quả rau đậu cấp mang về nhà. Những con người như thế chết đọa vào địa ngục thiết hoàng, vạc nước sôi, lò than, núi dao, rừng kiếm phải bị trừng phạt. Đó tức là kẻ tối hạ ác nhân. Phật lại dặn A Nan tôi rằng:
phải răng bảo cho các đệ tử của ta đời mai sau, khi đến chùa phải cẩn thận, chớ phạm của Tam Bảo, phải gắng sức tôn sùng thành thật, chớ có thoái tâm, nghe theo lời Phật. Tới khi Ngài Di Lặc xuất thế quyết định được độ thoát không nghi ngờ. Phật nói: đời nay cướp lột áo của người ta, chết đọa vào địa ngục hàng băng, sao đọa làm loài tầm bị người nung nấu kéo tơ. Đời nay chẳng lo tu hành đốt đèn soi kinh cúng tượng, chết đọa vào địa ngục hắc ám trong núi Thiết Vi. Đời nay làm kẻ đồ tể mổ giết chúng sanh, chết đọa vào trong địa ngục đao sơn kiếm thụ. Đời nay ham đi săn bắn, huýt chó thả chim ưng làm mồi, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết cứ. Đời nay hay làm hạnh tà dâm, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đồng trụ thiết sàng. Đời nay chứa nhiều vợ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết khải. Đời nay chứa nhiều chồng, sau khi chết đọa vào địa ngục độc xà. Đời nay hay thui luộc gà, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hôi hà. Đời nay hay cạo lông lợn, nhổ lông gà, sau khi chết đọa vào địa ngục hoạch than. Đời nay hay hoạn thiến chó lợn, sau khi chết đọa vào địa ngục tim thạch. Đời nay hay uống rượu say, sau khi chết đọa vào địa ngục uống nước đồng. Đời nay hay cắt chém chúng sanh, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết luân. Đời nay lấy trộm quả trái của tăng chúng, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết hoàng. Đời nay hay ham ăn ruột thịt chó lợn, sau khi chết đọa vào trong địa ngục phân nước giải. Đời nay hay ăn gỏi cá, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đao lâm kiếm thụ. Đời nay làm mẹ ghẻ cai nghiệt với con chồng, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hỏa xa. Đời nay hay nói lưỡi đôi chiều làm cho người ta ấu đả nhau, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết lê. Đời nay hay nói đâm thọc mạ nhục người, sau khi chết đọa vào trong địa ngục bạc thiệt. Đời nay hay nói dối, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết châm. Đời nay hay sát sanh cúng tế tà thần, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết đối. Đời nay làm bà đồng khi lên đồng, giả làm lời nói của quỷ thần để chối lừa người ta lấy tiền của, sau khi chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn. Đời nay làm bà đồng nhắm mắt nhìn xuống đất dối người lên trời lấy thần hồn, kẻ đó sau khi chết đọa vào trong địa ngục trảm yêu. Đời nay làm bà đồng bảo người ta sát sanh cúng tế để cầu ông thần lớn hoặc họa ngũ đạo, thổ địa, thổ công, ông hoàng bà chúa. Tất cả như thế đều là lừa dối kẻ ngu lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục trước, bị quân ngục tốt băm chém mổ xẻ thân thể, lại bị con chim mỏ sắt mổ moi hai mắt. Đời nay làm thầy bói phù thủy, ông đồng hoặc thầy địa lý chôn cất mồ mả, xem gia trạch, đoán các hung, năm họ tiện lợi, an long giận mạch trấn ác suy họa, để lừa dối kẻ ngu lấy tiền, nói càng những điềm tốt xấu. Các bọn người này sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết đồng, có rất nhiều giống chim đậu trên mình kẻ đó để mổ móc thịt ăn, rút rỉa gân xương, chịu khổ vô cùng. Đời nay làm thầy thuốc lừa dối chữa bệnh người không lành để lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục châm chích, toàn thân bị thiêu đốt. Đời nay làm kẻ phá tháp chùa, lường gạt chư tăng, bất hiếu với cha mẹ, sau khi chết đọa vào địa ngục A Tỳ, qua 8 địa ngục lớn và các địa ngục nhỏ, 136 sở, lâu một kiếp, hai kiếp, cho đến 5 kiếp, rồi sau đó mới được ra. Nếu gặp bậc thiện tri thức giáo hóa, phát tâm Bồ Đề, bằng không lại đọa địa ngục. Phật nói: làm thân người rất hôi thối nhơ bẩn,
đầy lòng giận tức khó gỡ bỏ. Phải biết kẻ đó kiếp trước đã làm giống lạc đà, nay được tái sanh. Người hay đi đây đi đó, ăn khỏe, không tránh nguy hiểm khó khăn, kẻ đó trước làm giống ngựa được tái sanh. Người hay xông pha đi nắng đi rét, tâm không ghi nhớ, kẻ đó trước làm giống trâu được tái sanh. Người không biết hổ thẹn, nhiều ái niệm không phân biệt phải trái, kẻ đó trước làm giống lừa được tái sanh. Người hay tham ăn thịt, làm gì cũng không sợ, kẻ đó trước làm giống sư tử được tái sanh. Người thân cao lớn, mắt tròn, tánh hay lẩn tránh những nơi đồng ruộng và ghét bỏ vợ con, kẻ đó trước làm giống hổ được tái sanh. Người lông trên mình dài, mắt nhỏ, không muốn ở yên một chỗ, kẻ đó trước làm giống chim được tái sanh. Người có tánh phản phúc, lại hay sát hại sâu trùng, kẻ đó trước làm giống giả hồ mà tái sanh. Người có lực khỏe mạnh cường tráng, ít dâm dục, không yêu vợ con, kẻ đó trước làm giống chó sói mà tái sanh. Người không ham mặc áo đẹp, tánh hay rình bắt kẻ gian phi, và ít ngủ, đa sân nộ, kẻ đó trước làm giống chó mà tái sanh. Người ham dâm dục và hay nói, lại được nhiều người yêu, kẻ đó trước làm giống chim dẹt mà tái sanh. Người mà nói lời nhiều phiền phức, kẻ đó trước làm loài chim yển mà tái sanh. Người thể dốc bé nhỏ ham dâm dục, ý chẳng chuyên định, thấy sắc đẹp sanh tâm say mê, kẻ đó trước làm loài chim sẻ được tái sanh. Người mắt có sắc đỏ, răng ngắn, khi nói thì sùi bọt mép như xà bông, nằm thì cuộn mình lại, kẻ đó trước làm loài trăng rắn được tái sanh. Người có tánh giận tức, không quan sát nguyên do ý nghĩa, miệng thở ra hơi độc, kẻ đó trước làm giống bọ cạp, rết, mọt gỗ được tái sanh. Người hay ngồi một mình ăn, đêm ít ngủ, kẻ đó trước làm loài hồ được tái sanh. Kẻ hay đào tường khoét vách ăn trộm, tham của đầy lòng oán giận, không có tình thân sơ, kẻ đó trước làm loài chuột được tái sanh. Phật nói: kẻ phá hoại chùa tháp, cất giấu của tam bảo làm riêng của mình để ăn dùng, chết đọa vào tại địa ngục A Tỳ. Từ địa ngục được thoát ra, lại đọa làm thân súc sanh, như chim bồ câu, chim sẻ, chim quyên ương, chim quanh vũ, chim thanh tước, cá, giải, khỉ, vượng, hươu, nai. Nếu được làm người phải đọa thân hoàng môn, hoặc con gái hai căn, không căn hay kẻ dâm nữ. Làm người hay giận tức, chết đọa làm loài rắn độc, sư tử, hổ, báo, gấu, mèo, hồ, chim ưng, gà. Nếu được làm người hay nuôi gà lợn, kẻ đồ tể, kẻ săn bắn, kẻ chài lưới bắt cá và quân canh ngục. Làm người gặp Phật Pháp mà ngu si chẳng hiểu đạo, không tu hành chết đọa làm loài voi, lợn, trâu, dê, trận, chí, ruồi, mũi, kiến. Nếu được làm người thì mù điếc câm ngọng, gù còng, các căn không đủ, không hay thọ giáo pháp. Làm người hay kiêu mạn, chết đọa làm loài bọ trong đống phân, hoặc làm loài lừa chở nặng, loài chó, loài ngựa. Nếu được sanh làm người phải đọa làm thân nô tỳ, nghèo cùng, ăn mài, bị mọi người khinh rẻ. Làm người mà được chức vị quan quyền lại tham lấy của dân, chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn. Lúc đó có trăm ngàn muôn quỷ súng lại cắt thịt mà ăn. Đời nay phá giới phạm trai ăn đêm, sau khi chết đọa làm loài quỷ đói, trăm ngàn muôn năm không được ăn uống, lúc bước đi trên đầu phun ra lửa. Đời nay lễ Phật không chấp tay, đầu không sát đất, sau khi chết sanh nơi biên địa, làm nhiều thu hoạch ít. Đời nay chấp tay và năm thể xuống đất, chí tâm lễ Phật, đời sau thường được sanh vào nhà tôn quý, thụ hưởng khoái lạc. Người ưa giận và buồn phiền là do đời trước có bệnh điên cuồng. Người bị con ngươi lệch về một bên là do đời trước hay nhìn trộm phụ nữ.
Người đời nay bên vợ mắng cha mẹ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục trảm thiệt. Phật lại bảo A Nan tôi rằng: như trên ta đã nói rất nhiều, các sự đau khổ đều do nghiệp thập ác mà ra. Thượng là nhân duyên địa ngục, trung là nhân duyên súc sanh, hạ là nhân duyên ngạ quỷ. Tội sát sanh khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sao được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo: một là chết non, hai là nhiều bệnh. Tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sao được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo: một là nghèo cùng, hai là chung của không được xài tự do. Tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sao được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo: một là vợ không trinh lương, hai là hai vợ tranh nhau không theo ý mình. Tội nói dối cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sao được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo: một là phần nhiều bị người phỉ báng, hai là thường bị người ta lừa gạt. Tội lưỡng thiệt cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sao được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo: một là bị họ hàng phá hoại, hai là anh em họ hàng tệ ác. Tội ác khẩu cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sao được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo: một là thường phải nghe tiếng ác, hai là có nói ra điều gì tranh cãi kiện tụng. Tội ỷ ngữ cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sao được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo: một là lời nói ra chẳng ai tin, hai là lời nói không được rành rọt. Tội tham dục cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sao được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo: một là tham tài không chán, hai là cầu nhiều không toại ý. Tội sân hận cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sao được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo: một là thường bị người ta chỉ trích tội lỗi, hai là thường bị người ta làm não hại. Tội tà kiến cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sao được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo: một là thường sanh vào nhà tà kiến, hai là tâm thường nịnh hót không được ngay thẳng. Các Phật tử nên biết nghiệp thập ác như thế, phải lãnh lấy mọi sự đau khổ. Lúc bấy giờ trong đại chúng có người đã tạo nghiệp thập ác, nghe Phật nói khổ báo của địa ngục như thế, tự kêu khóc sợ hãi mà bạch Phật rằng: lạy Đức Thế Tôn, đệ tử chúng con phải làm hạnh lành gì mà được thoát khỏi khổ ấy? Quý xin Đức Thế Tôn chỉ bảo cho. Phật nói: các ngươi hãy giáo hóa cho hết thảy chúng sanh chung làm nghiệp phước. Thế nào là tu phước? Nếu có chúng sanh nào đời nay là một người đại thí chủ đứng ra xây cất chùa, tháp, tịnh xá, đời vị lai được phước làm quốc vương, thống lãnh vạn dân khắp nơi đều quy phục, đời nay làm ấp vương trung chánh, duy na, luân chủ, đời sau sẽ được làm vương thần, phụ tướng, châu quận đầy đủ tôn sang. Đời nay khiến quá nhiều người làm các việc công đức, đời vị lai sẽ được làm trưởng giả giàu sang, được người kính nể bốn đường khai thông. Đời nay hay đốt đèn cúng Phật, đời sau sanh vào cung trời nhật nguyệt quang minh tự chiếu soi. Đời nay hay làm việc bố thí và từ tâm nuôi dưỡng sanh mạng, đời sau sanh nơi giàu có ăn mặc tự nhiên. Đời nay hay cho người thức ăn uống, đời sau sanh nơi bếp trời sức lực đầy đủ, thông minh trí huệ, biện tài thọ mạng lâu dài. Cho thức ăn loài súc sanh được bách bội báo, cho thức ăn kẻ không giới được ngàn bội báo. Cúng dường thầy tỳ kheo trì giới được vạn bội báo. Nếu cúng dường các vị pháp sư lưu thông đại thừa giảng tuyên tạng bí mật của Như Lai, khiến cho đại chúng khai thông tâm mắt được vô lượng báo. Cúng dường Bồ Tát chư Phật
thọ báo vô cùng. Cúng dường ba bậc người phước báo vô tận, một là chư Phật, hai là cha mẹ, ba là bệnh nhân. Một lần cúng món ăn mà được phước báo vô lượng như thế, nếu hay thường thường cúng dường thì phước ấy không bao giờ cùng tận được. Đời nay xách nước cho chúng tăng, đời sau áo mặc tự nhiên, mọi người kính mến, thân hình đoan chánh, mặt mắt tươi đẹp. Đời nay hay tán dương Phật và ham đọc tụng kinh pháp, đời sau tiếng nói hòa nhã nhiệm màu, ai nghe tiếng cũng vui mừng. Đời nay hay giữ giới, đời sau đoan chánh oai nghi, là bậc tối thắng trong loài người. Đời nay hay đào giếng hoặc để lu, để thùng nước cho người qua lại dùng, trồng cây bên đường cho người nghỉ mát, đời sau sanh xứ nào cũng làm nhân dương, trăm mùi ăn uống nghĩ tới là có đưa lại. Đời nay hay in ấn viết chép kinh pháp cho người đọc, đời sau sanh xứ nào miệng biện đa tài, học pháp gì nghe qua một lần đã thấu hiểu, chư Phật Bồ Tát thường thường gia hộ, là tối thắng trong loài người và thường làm bậc thượng thủ. Đời nay hay bắt cầu hoặc chở thuyền cho người qua sông, đời sau sanh xứ nào đều có đầy đủ bảy báo, mọi người khen kính và chiêm ngưỡng, đi lại ra vào được người nâng đỡ. Phật bảo A Nan tôi rằng: các chỗ trong kinh như ta nói nhân quả khuyên chúng sanh đọc tụng tu hành được qua khỏi khổ nạn, nếu nghe kinh này sanh lòng phỉ báng, kẻ đó ngay đời hiện tại lưỡi sẽ bị rơi rụng. Khi đó A Nan tôi bạch Phật rằng: lại Đức Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì và khuyến phát thế nào, cuối xin ngài chỉ giáo. Phật bảo A Nan tôi rằng: kinh này tên là Thiện Ác Nhân Quả, cũng gọi là kinh Bồ Tát phát nguyện tu hành thọ trì như thế. Khi Phật nói kinh xong, trong chúng có tám vạn người, trời phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và có 100.000 người con gái chuyển nữ thành nam. 1.200 ác nhân bỏ ý ác, biết đời trước của mình. Vô lượng trời người được vô sanh nhẫn, thường được hưởng khoái lạc. Vô lượng thính giả sanh các cõi tịnh độ, cũng được làm bạn với chư Phật Bồ Tát. Hết thảy đại chúng về nhà làm phước, hoan hỷ phụng hành. Phật nói kinh Thiện Ác Nhân Quả.